gọi đại hoàng bóng bóng mơ vương cô tên gọi đại hoàng sao y xa xa quỳ chư tinh tinh chắc chắc
ơi a đùng đùng gió cuốn đình dược sư, cuốn cuốn dòng bay lâu đài, lâu đài càn vị chính cung ân. Lâu đài càn vị chính cung đào tiên, lạy lộc trên non bồng khai hoa vương mẫu thấy. Vân khánh hồi các nhật đương thời ngày lành tháng tốt, ngày tốt tháng đẹp, tháng 9 đã qua, tháng 10 nay này tới. Gia chung mẫu thân ngày hôm nay nhất tâm tưởng vàn tâm cầu tu thiết lễ nghi trả lời về đền thần tam tứ phủ của cha của mẹ của cha con nhà cô ha. Đệ tử Thanh Đồng Quan Thời Lập Đàn phát tấu tuyên kinh cô nghênh thỉnh chư Phật chư Thánh thỉnh cô lại bái cô về đây dáng đền dáng phủ có chất dáng đầu đồng của Thanh Đồng Hồng Nguyễn ngày hôm nay ha. Cô cho gia chung mẫu thân từ nay trở đi từ dày trở này được ăn xuống uống tiêu được mềm như là được mát như nước ha. Cho gia chung đi buôn có bàn mà đi bán có phường đi chín được về mười đi tươi thử thời tốt được tươi như hoa được nở như bỏng ha. Các uốn các tiểu trong gia chung được sở nguyện như ý sở cầu như nòng ha. Có ban khen ban thưởng cho văn đàn ha, ban khen ban thưởng cho bốn ghế hầu dân ha. Ban khen ban thưởng cho các đồng anh lính chỉ các dân thôn bản hà đồng đền đồng phủ. Bên nội bên ngoài ngày hôm nay mưa chẳng ngày nắng chẳng nề nhất tâm khâm trượt cửa cha cửa mẹ ngày hôm nay ạ. Có chân liền độc nhà nào về nhà đấy ha. Canh khuya nằm mộng giấc tiên thấy đôi dòng ấm ở tình truyền đồng sự hạ thường mới ứng mộng chiêm bao thì tháng năm mãn nguyệt thai bào sinh cô đệ nhị tốt sao lạ thường thái hậu đặt tên hiệu đại hoàng vị cô đại